Hello, xin chào các bạn nhé, lại mình đây. Đầu tiên mình sẽ kể đến đó là một khẩu súng AK-47mm màu đen kết hợp với bán súng màu đỏ nhé. Nòng súng màu cam. Ok. Nào, tiếp đến đó là một khẩu súng của anh người nhẹ Spider-Man các bạn ơi. Anh đang ngắm bắn này. Đó, nhìn rất hay kho à. Spider-Man Super Hero. Nhìn rất là ok nhé các bạn nhé. Yeah. Tiếp đến đó là một khẩu súng trường các bạn này. Wow, dài chua. N17. Yeah. Khẩu súng này màu xanh kết hợp màu bạc đen nhé các bạn nhé. Rất là dài này. To hơn cả tay mình luôn. Ok. Tiếp đến đó là một chiếc mặt nạ của Optimus trong bộ phim là Transformers các bạn ạ. Wow, có một viên ngọc màu xanh đính ở đỉnh trán nhá. Mặt nạ màu bạc kết hợp với viền màu xanh. Ok. Tiếp đến đó là mặt nạ của Joker phiên bản Halloween, mái tóc màu xanh. Haha, mắt thông quần đen kìa, có một con nhện bám trên trán các bạn ạ. Ok. Wow, tiếp đến đó là một chiếc mặt nạ đầu lâu. Yeah, đầu lâu này có đeo băng rôn màu đỏ này, cũng hình đầu lâu trên trán luôn. Yeah, răng một mất một con các bạn ơi. Ok. Tiếp đến đó là một chiếc mặt nạ của hacker. hacker màu vàng này, má hồng luôn. Ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng máy. Nhìn rất là hay ho các bạn ạ. Ok. Cuối cùng đó là một khẩu súng ngắm các bạn ơi. Khẩu súng ngắm này khẩu súng săn các bạn nhá. Săn các thú vật này, chim này. Có ngắm trên này này. Wow, khẩu súng này tuy đơn giản nhưng mà nhìn lâu thì rất là đẹp nhé các bạn nha. Wow, video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.